Xin chào các bạn đến với bài 3 trong loạt bài những thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh. Trong bài này, các bạn sẽ được học 9 thành ngữ sau đây. Thành ngữ thứ nhất: out of line. Bạn có thể dùng thành ngữ này với động từ to be để chỉ cách ăn nói hoặc hành xử không thể chấp nhận được, đặc biệt là vì lý do khiếm nhã, vô văn hóa hoặc thiếu tôn trọng người khác. Out of line. Out of line. Out of line. Thí dụ: Bill, that remark was out of line. Please be more respectful. Bill, lời nhận xét đó không thể chấp nhận được. Xin hãy tỏ ra biết tôn trọng hơn. Bill, that remark was out of line. Please be more respectful. You just keep quiet. You're way out of line. Bạn im lặng đi nào. Bạn ăn nói khó nghe quá. You just keep quiet. You're way out of line. Chữ way ở đây là trạng từ dùng thay cho chữ very trong văn thường đàm. His behavior was completely out of line last night. Hành vi của anh ta đêm qua thấy không được chút nào. His behavior was completely out of line last night. Thành ngữ thứ hai: as slow as molasses. Danh từ molasses dùng để chỉ mật rỉ đường, là một chất lỏng có thể chất đặc sánh như mật ong, chảy rất là chậm. Bạn có thể dùng thành ngữ as slow as molasses để tỏ ý không hài lòng về nhịp độ hay tốc độ quá chậm chạp của ai hay của cái gì. Thành ngữ này tương đương với câu chậm như rùa trong tiếng Việt. As slow as molasses. As slow as molasses. As slow as molasses. Thí dụ: Dang, you are slow as molasses. Đăng, sao bạn chậm như rùa vậy? Dang, you are slow as molasses. The internet here is as slow as molasses. It takes half an hour to download one photo. Internet ở đây chậm như rùa. Phải mất nửa giờ mới tải xuống được một bức ảnh. The internet here is as slow as molasses. It takes half an hour to download one photo. Thành ngữ thứ ba: have in mind. Bạn dùng thành ngữ này để nói rằng bạn có ý định hoặc dự tính sẽ chọn ai hoặc sử dụng cái gì cho một mục đích nào đó. Have in mind. Have in mind. Have in mind. Thí dụ: What do you have in mind for dinner? Bạn tính sẽ ăn gì trong bữa ăn tối?
What do you have in mind for dinner? Who do you have in mind for the job? Bạn dự định sẽ chọn ai cho công việc này? Who do you have in mind for the job? I have Jack in mind. He's a good employee. Tôi tính chọn Jack. Anh ấy là một nhân viên giỏi. I have Jack in mind. He's a good employee. I have the best solution to solve this problem. Oh, what do you have in mind? Tôi có giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Oh, thế bạn dự tính sẽ làm gì? I have the best solution to solve this problem. Oh, what do you have in mind? Thành ngữ thứ tư. On someone's mind. Chữ someone's trong cụm từ này biểu thị cho một tính từ sở hữu như my, your, his, her, vân vân. Thành ngữ này được dùng để nói rằng ai đó đang bận tâm hay lo lắng về điều gì. Các bạn lưu ý tránh nhầm lẫn thành ngữ này với have in mind. On someone's mind. On someone's mind. On someone's mind. Thí dụ. Hey, are you okay? What's on your mind? Này, bạn có ổn không? Bạn đang lo lắng chuyện gì vậy? Hey, are you okay? What's on your mind? Oh, I have a lot on my mind right now. Oh, hiện giờ tôi đang rầu nhiều chuyện lắm. Oh, I have a lot on my mind right now. Thành ngữ thứ năm. Play it by ear. Được biết, thành ngữ này xuất xứ từ âm nhạc. Ý nghĩa lúc đầu của nó là chơi nhạc bằng tai, tức là chơi nhạc linh hoạt dựa vào âm thanh nghe được chứ không cần phải nhìn vào bản nhạc. Về sau này, play it by ear trở thành thành ngữ có nghĩa là tùy cơ ứng biến, tới đầu tính tới đó, chứ không hề có kế hoạch hay sự chuẩn bị trước. Play it by ear. Play it by ear. Play it by ear. Thí dụ. What are you going to do this weekend? I'm not sure. I'm going to play it by ear. Bạn định sẽ làm gì vào cuối tuần này? Tôi không chắc nữa. Tới lúc đó hãy tính. What are you going to do this weekend? I'm not sure. I'm going to play it by ear. Are you doing anything nice this weekend? We'll see what the weather's like and play it by ear. Các bạn có làm gì vui vào cuối tuần này không? Chúng tôi sẽ xem thời tiết như thế nào,
rồi tùy cơ ứng biến. Are you doing anything nice this weekend? We'll see what the weather's like and play it by ear. Thành ngữ thứ 6. Sleep on it. Ngủ gối đầu trên một vấn đề nào đó. Bạn có thể dùng thành ngữ này để ngụ ý, gác lại một quyết định hay hoãn lại việc trả lời cho đến ngày hôm sau, để bạn có thời gian từ từ suy nghĩ cho thật kỹ. Sleep on it. Sleep on it. Sleep on it. Thí dụ. If you aren't sure what to do, sleep on it and give us your decision tomorrow. Nếu bạn chưa chắc chắn phải làm gì, cứ từ từ suy nghĩ cho thật kỹ, rồi hãy cho chúng tôi biết quyết định vào ngày mai. If you aren't sure what to do, sleep on it and give us your decision tomorrow. You go home and sleep on it and give me your answer in the morning. Bạn cứ về nhà từ từ suy nghĩ cho kỹ, rồi sáng mai trả lời cho tôi biết. You go home and sleep on it and give me your answer in the morning. Thành ngữ thứ 7. Do somebody down. Thành ngữ này dùng để chỉ hành động, chê bai, chỉ trích ai, nhằm làm cho người đó cảm thấy xấu hổ hoặc không còn được sự tôn trọng của người khác. Do somebody down. Do somebody down. Do somebody down. Thí dụ. I know you don't like him, but there's no need to keep doing him down in front of the boss. Tớ biết cậu không thích anh ta, nhưng đâu cần phải cứ mãi làm bẻ mặt anh ta trước mặt sếp. I know you don't like him, but there's no need to keep doing him down in front of the boss. You mustn't do yourself down. You have a lot of ability. Bạn không được tự hạ thấp mình. Bạn có rất nhiều khả năng. You mustn't do yourself down. You have a lot of ability. Thành ngữ thứ 8. Let somebody down. Thành ngữ này có nghĩa là làm cho ai thất vọng vì thất hứa hoặc vì không thực hiện được điều mà người đó kỳ vọng nơi bạn. Let somebody down. Let somebody down. Let somebody down. Thí dụ. I was counting on John to come, but he let me down. Tôi trông mong John sẽ đến, nhưng anh ấy đã làm tôi thất vọng. I was counting on John to come, but he let me down. The team didn't want to let the coach down. Cả đội không muốn làm cho huấn luyện viên phải thất vọng. The team didn't want to let the coach down. Thành ngữ thứ 9. Let somebody down easy. Thành ngữ này tuy thấy na ná như let somebody down, nhưng ý nghĩa của nó thì hoàn toàn khác. Ở đây, let somebody down easy
có nghĩa là từ chối hoặc báo tin không vui cho ai một cách khéo léo, nhằm để làm cho họ cảm thấy ít bị tổn thương hay ít đau buồn nhất có thể. Let somebody down easy. Let somebody down easy. Let somebody down easy. Thí dụ. I know I have to fire her, but I'm trying to think of a way to let her down easy. Tôi biết tôi phải sa thải cô ấy, nhưng tôi đang cố nghĩ cách nói sao cho khéo để cô ấy đừng buồn. I know I have to fire her, but I'm trying to think of a way to let her down easy. I tried to let Susan down easy, but she burst into tears nonetheless. Tôi cố nói khéo để Susan đừng buồn, thế nhưng cô ấy vẫn bật khóc. I tried to let Susan down easy, but she burst into tears nonetheless. Các bạn lưu ý, chữ easy trong thành ngữ này cũng có thể được thay thế bằng chữ gently với cùng một ý nghĩa. Video này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.